Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Tốp Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những thông tin thú vị có trong ngày. Trên màn ảnh Hoa ngữ thì cảnh sinh con là tình tiết khá thường gặp, và đây là một trong những phân cảnh khá khó yêu cầu các nữ diễn viên phải thể hiện được nỗi đau tột cùng về thể xác khi cho ra đời một sinh mệnh mới, và cũng là thước đo diễn xuất của người diễn viên. Trong khi có nhiều mỹ nhân khiến cho khán giả xem thôi cũng cảm thấy đau đớn, thì lại cũng có những người diễn quá lại trở thành quá lố. Tô Lệ là cái tên không thể thiếu trong danh sách những sao nữ diễn cảnh lâm bồn kinh điển nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Trong bộ phim Chân Hoàn Truyện, nữ diễn viên đã khiến khán giả đồng cảm, thấu hiểu được sự đau đớn khi vượt cạn và cả nỗi bi thương tuyệt vọng khi bị hoàng đế hắt hồi. Sang đến Mị Nguyệt Truyện, cảnh lâm bồn của Tô Lệ cũng được đánh giá rất cao. Khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, trước kia khi chưa sinh con thì đóng phim chỉ biết gào khan vì chẳng biết đau tới mức nào. Đến khi sinh rồi mới biết khi đó muốn nói cũng không nói nổi. Có thể thấy là sau khi có kinh nghiệm trong đời thực, diễn xuất của Tô Lệ lại càng được nâng tầm. Tân Lam cũng được nhận vô số lời khen khi diễn cảnh sinh con trong nhiều bộ phim. Khi góp mặt trong Hoàn Trêu Khách Khách 3, khi hóa thân thành nàng Chi Họa, Tân Lam đã diễn tả nỗi đau vô cùng chân thật khi lâm bồn. Thậm chí là cô còn nhập tâm tới mức là tự cắn môi đến bật máu. Tới bộ phim Diên Hy Công Lược thì Tân Lam lại một lần nữa chinh phục khán giả với diễn xuất đỉnh cao trong vai Phú Sát Hoàng Hậu. Dù thể hiện rất tinh tế nỗi đau khi khó sinh, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ xinh đẹp cuốn hút đến lạ kỳ. Mặc dù chưa hề mang nặng đẻ đau trong đời thực, Châu Tấn vẫn khiến khán giả suýt xoa với cảnh sinh con quá thực trong bộ phim Mùa Quýt 9. Với khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó vì đau đớn, từng cái thở ra hít vào nặng nề, nàng đại hoa đán khiến netizen phải nổi da gà. Bất chấp hình tượng để diễn cảnh lâm bồn trong bộ phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, nhưng Phạm Băng Băng lại không được đánh giá cao. Dù gào thét tới mức méo cả miệng, nhưng biểu cảm của nữ diễn viên lại chỉ khiến khán giả phải phì cười, chẳng thể hiện được sự đau đớn đến tột cùng của người phụ nữ lúc sinh con. Trong bộ phim Chân Hoàn Truyện, nhân vật Thẩm Mi Trang do Lan Hy thủ vai cũng có cảnh lâm bồn rất đạt. Cô đã thể hiện chân thực sự đau đớn đến khi bị băng huyết, nước mắt giàn giụa, tay không ngừng bắt lấy khăn trải giường. Nhìn vào cảnh sinh con của Dương Mịch, khán giả không khỏi hoang mang, chẳng lẽ sinh con là việc dễ dàng đến vậy? Chỉ vài cái nhíu mày nhăn mặt, người đẹp này đã vượt cạn thành công với tốc độ nhanh đến chóng cả mặt. Sang đến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch cũng chẳng hề tiến bộ rõ rệt, chỉ đổ vài giọt mồ hôi trên trán cũng chẳng đau đớn một chút nào là đã được làm mẹ chỉ trong một nốt nhạc. Cảnh sinh con của Lâm Tâm Như trên màn ảnh cũng nhận được vô số lời khen ngợi, cô khiến khán giả nhìn thôi cũng thấy đau với biểu cảm đau đớn, hàm răng cắn chặt, mồ hôi đầy đầu. Trần Kiều Ân nhận mưa lời khen với cảnh diễn vô cùng chân thật lúc vượt cạn trong bộ phim Độc Cô Hoàng Hậu. Không chỉ thể hiện rõ sự đau đớn đến tột độ nổi cả gân ở cổ, cô còn có những hành động vô cùng ăn điểm như túm chặt chăn, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi đầy đầu. Khi quay bộ phim Vân Nương, An Dĩ Hiên phải nhờ người véo chân mình trong cảnh sinh con vì chưa từng có kinh nghiệm trong đời thực. Cũng nhờ điều này, cô nhận được vô số lời khen vì diễn quá thật vẻ đau đớn, thống khổ, la hét đến mất cả giọng. Biên kịch phim Minh Lan Truyện có những ý tưởng vô cùng độc đáo khi để nàng Minh Lan do Triệu Lệ Dĩnh sắm vai đứng để sinh con giữa đám cháy loạn lạc. Nữ hoàng rating CBiz được đánh giá cao trong phân cảnh này với mồ hôi đầy đầu và biểu cảm đau đớn thống khổ. Vào vai Mị Xu trong Mị Nguyệt Truyện, Lưu Đào khiến khán giả phải rùng mình vì diễn quá đạt trong cảnh lâm bồn. Với mồ hôi đầy trán, nữ diễn viên đã thể hiện nỗi đau đớn vô cùng chân thật khiến không ít người phải thốt lên, chỉ nhìn thôi cũng không muốn sinh con nữa. Trong Hậu Cung Như Ý Chuyện, nàng Hải Lan do Trương Quân Ninh cũng tả tơi không kém khi diễn cảnh sinh con với sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi thấm bết cả tóc. Ngô Cẩn Ngôn khiến khán giả tức anh ách khi diễn cảnh vượt cạn trong bộ phim Hạo Lan Truyện, cô nàng bị đánh giá là giống như bị trật khớp chứ không phải sinh con. Huỳnh Dịch đã diễn hoàn hảo cảnh khó sinh trong bộ phim truyền hình Ra. Cảnh Điềm được nhận xét là diễn chưa đủ độ chín, chưa lột tả được chân thật nỗi đau đớn tột cùng khi mang nặng đẻ đau trong bộ phim Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ. Dương Tử cũng chưa thể hiện tốt cảnh sinh con trong phim, thế nhưng thì khán giả cũng không đòi hỏi quá nhiều ở một cô gái khi đó mới chỉ 23 tuổi. Vậy còn theo bạn, với những cảnh vượt cạn trên đây thì diễn viên nào đã thể hiện xuất sắc nhất? Và đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.